Đối thủ cứ tưởng là sử dụng cái hiệu ứng lòng đánh của movie 2 này là không nhận sát thương đến từ mình. Đấy, nó chặn sát thương từ của bản tiến hóa là do anh sai lá này là đấm một phát xuyên qua cái hiệu ứng đó luôn. Hoặc mình cũng có thể sử dụng Pokemon Ranger hoặc là Retreat và dùng MV này đấm nữa, rất là nhiều cách và đối thủ cứ ngỡ là mình win, rất là tiếc. Ok, sử dụng lá này, bỏ 3 lá ở trên đỉnh của đối thủ, sau đó đối thủ hết bài là mình tự động win. Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tito đây, và chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giáo án mình muốn gửi đến cho anh em. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bài về format Expedit, đó là bài về Laser Kick V-Max nha. Và đến qua bên nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bài chúng ta sẽ sử dụng tất nhiên rồi, Light Up 4 V và 4 V-Max cho chúng ta. Chỉ có vậy thôi, chỉ có từng này Pokemon thôi. Nhận basic của này ấy, thì mình chỉ sử dụng được movie đầu tiên thôi, thì đất mình chỉ có từng ngày năng lượng đấy, thì nó chỉ tính là hai năng lượng thường thôi. Cái năng lượng Rapid Strike này thì tính là năng lượng nước và giác đấu. Mình thì đây, cái đồng đất năm này không có năng lượng nước và giác đấu, vì vậy mà movie 2 dù có đỉnh hai cái năng lượng Rapid Strike energy vẫn không thể đánh được nha. Ok, mới dạng V-Max ấy, cái việc đầu tiên cũng không xài được luôn, vì mình không có năng lượng lửa. Movie 2 thì nó ghi 130 sát thương và chọn 2 Pokemon đó bên để đến một năng lượng và 2 Pokemon đó nha. Và một năng lượng này ấy, thì mình vẫn có thể đến được cái năng lượng này nha, vì nó cũng tính là một năng lượng khi ở dưới mộ. Kiểu nôm na là vậy chứ mình cũng không biết giải thích sao. Ok, và bạn sẽ xoay quanh việc sử dụng Green nha, vì đất chúng ta không có ability, như vậy sử dụng Green rất là tốt. Và nếu như đã không có ability thì phải dùng cái sân nếu mà khóa ability của đối thủ. Đấy, Path to the Pit sẽ là một lựa chọn rất là tốt. Đấy, quá có Pokemon V, Shield và cả mấy Pokemon có rule box như là mấy em Gladian, Radiant, cái gì đó quên mất tiêu đấy, ví dụ như là Hawlucha, Greninja, Charizard, Venusaur. Mấy con nó là con loại gì ta quên mất tiêu rồi, lâu rồi không có chơi, bữa giờ bận quá các bạn à. Tiếp theo thì Battle Confessor để bỏ đi những thứ mình là không cần thiết, hoặc là bỏ đi hết năng lượng xuống như mộ, sau đó sử dụng mà Blazing Kick V-Max để active đánh và đến năng hai năng lượng mới bỏ đó vào bên nha. Đó cũng là một cách nạp năng lượng gián tiếp. Tiếp theo thì là Computer Search để lấy hai lá, nhầm, bỏ hai lá trên tay để lấy một lá từ bộ bài trên tay. Đó, chúng ta đôi lúc sẽ cần không có cách để mà kiếm năng lượng, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng Energy Lotto để mà nhìn lên đỉnh 7 lá và lấy một lá năng lượng thêm lên tay. Cái bố này thì để bỏ năng lượng đặc biệt của đối thủ thôi, cũng giống như pha 3 thì sẽ chọn một tool năng lượng đặc biệt hoặc là sân nhưng mà ném vào lót vô luôn. Hiện tại thì để lấy dạng tiến hóa, khi mà nó vừa thì bỏ sân và tool của đối thủ đi, mắc potion thì để hồi máu nha, hồi phun máu và bỏ đi tất cả năng lượng từ Pokemon đó đi. Vì vậy á, nếu dù active mình gần hết máu, bạn retreat, sau đó sử dụng Max Potion, rồi full ghi máu. Lúc đó thì chắc chắn chúng ta sẽ set up ở band rồi, vì vậy retreat vào Pokemon ở band, rồi band lên đánh tiếp, rồi sử dụng cái movie đánh vào năng lượng vào Pokemon mà mình mới hồi máu nha. Đấy, có thể gọi là bất tử đối với Blaziken V-Max luôn. Headboard thì để lấy Pokemon Basic, đặt lên band thôi.
Có cái ghia thì để lấy supporter. Nhìn 7 lá. Lấy một lá supporter thêm lên tay. Con bốc này thì tìm một lá có cùng tên với Pokemon trên sân mình và thêm lên tay. Hoặc là sân đối thủ nha. Cái này thì để lấy là Pokemon ở dưới mộ thôi, hoặc xào 3 Pokemon ở dưới mộ vào bộ bài. Thiên này để lấy supporter từ dưới mộ thêm trên tay. Ok, còn là những lá supporter khá là quen thuộc thôi. Ok, chúng ta còn vào Versus. Đây là một vài trận đấu để test xem sức mạnh của bộ bài này sẽ như thế nào nha. Ui, gặp người Việt Nam luôn à. Vậy mình sử dụng icon gì mà cũng sử dụng theo thế. Không biết bọn này có xem video của mình không. Let's standard. Ôi mặc party căng thẳng đấy. Nếu như có cái free some energy vậy là phải sử dụng đi đồ rồi, nếu mình đoán không nhầm. Green now. Mình muốn one hit KO đối thủ ấy thì sử dụng cái này và cái này. Để trong quen sau không bị đối thủ đấm bay một màu. Lấy Blaze Ken V-Max để tăng cái tỷ lệ trúng năng lượng. Đây rồi. Đã có được một mạng đầu tiên. Chỉ là không biết đối thủ đấm mình được 210 hay không. Nói chung 9 Pokemon bắt party ở dưới mộ thì ok. Bốc thêm 4 lá khá là căng. Còn Mani họ reset nữa lận. Ây da, tiến hóa thêm nữa à. Chưa. Phải là reset rồi. Đối thủ còn phải cần kiếm năng lượng nữa. Vừa chờ đợi một cách hồi hộp như thế này thì khá là căng thẳng. Sao không đến năng lượng. Sợ bị giảm đa mà. Rồi giờ không có năng lượng thì sao mà chơi. Bỏ tiếp à? Đúng rồi. Chắc chơi quanh hit KO mình trong tên này được đâu. Mình thấy khá là nâu hốt. Mắc là thì expand ấy. Thì còn làm được chứ mà. Mắc cái tin này thì đuối.
Research luôn đi, không có tiếc gì hết. Thật ra thì nếu mà không mắc khô sần đấy thì lại phí. Bây giờ còn 3 piriel đi và bút bài nữa. Quan trọng là giờ đối thủ phải có năng lượng. Bây giờ bọc kinh thôi. Mình nó còn một con át chủ bài nữa. Là cái lá bỏ ba ba lá trên đỉnh đấy, cái lá thắt tim men men gì đó. Ây da, đâu đấy, chỉ lấy được item thôi à. Item này mình cũng không cần, xem có gì không. Sa ba lại on in đi nhỉ. Cái xem lấy được gì không. Netball nè, mất cái lá green rồi. Cho thủ xài tiếp cái sân đi. Khổ thân ghê. Mà gặp quà thì chắc cũng khá là gãy à, không phải quà nhưng mà nó có thể chặn sát thương nếu như tiến hóa. Mà trận đấu này mình win rồi, còn gì nữa đâu, đấm phát 70 rồi, khá đơn giản. Ok, đối thủ đầu tiên của chúng ta. Chúng ta sẽ cần đi trước. Ây da. Không được luôn, và cũng không có basic luôn. Chúng ta lại không có rồi. Đối thủ chắc hẳn là ADP Jayson.
Úi giời ơi. Chẳng đa mà. Ây da. Các tay đối thủ ấy sẽ chẳng đam về năng lực đặc biệt. Bên đối thủ thì chẳng đam từ Pomon V. Chơi đủ thứ loại chẳng đam luôn. Hái chà. Để cho lấy này, nếu mà tên sau đấm xuyên đối thủ với thêm một lá gì ta, netball nhỉ. Đấm thì không mất máu đối thủ rồi, nhưng cứ đợi tên sau đi là sẽ rõ. Đối thủ đến mình thì cũng không đau đâu, vậy mình cũng không có sợ. À, thêm nữa hả? Vậy là mình cần thêm khiên. Sẽ bỏ gì đây? Này đi. Bây giờ đối thủ sẽ đẩy ai lên? Con bò ấy lên tiếp ư? Nếu để em bò kia lên ấy, thì mình cần phải có cái khiên để lấy lại lá supporter. Còn đây em mèo kia thì mình có thể tìm cái sân để mà vô hiệu hóa ability của em mèo kia khi nó lên stage 1. Cùng chờ xem đối thủ sẽ làm gì nha. Có green hay không? Không có green rồi.
Vậy là phải bỏ hết bài trên tay rồi. Để kiếm cái phiền. Ok có luôn. Có hết tạm thời không đã không đánh được nha. Tên sau vừa mới đánh được. Mình này không bỏ cái sân lên thì đối thủ lại được sử dụng Dana. Ây da, à kia chúng ta vẫn còn cơ hội khóa Dana nha bạn. Tầm này thì bay màu rồi, mình có đến tận ba cái khiên. Đó, đến năng lượng và bên thôi. Nếu như chúng ta có năng lượng ở dưới mộ, chúng ta có thể đính vào Summon Rapid Strike ở bên. Rồi, đen này thì không xài được. Rồi bây giờ đối thủ làm gì? Ôi trời ơi, quá đỉnh. Ơi, bỏ đi thì mình vẫn còn mà. Năng lượng không có thiếu. Các bạn lưu ý nha, dù có đỉnh hai cái năng lượng Rapid Strike Energy này thì cái em Blazing Scan V này và không thể sử dụng cái mua vị 2 nha. Hai năng lượng này chỉ tính là nước và giác đấu, còn em nó cần năng lượng lửa để nhà thi triển đòn tấn công. Và chiến thắng nó thuộc về chúng ta, khá đơn giản. Ui giời ơi, lại gặp streamer. Mình nghĩ mình sẽ ui giời ơi, bài này cũng được. Giả lóc item mà căng thẳng vậy. Sẽ cố gắng xả hết bài này trên tay đi để cho đối thủ không lóc. Ôi giời ơi, chết rồi chết rồi, không có. Ây da, không hề có smoker để mình lấy luôn. Căng thẳng vậy, bao nhiêu đam đây? Chắc là không có tin ở Mountain đâu. Keo đeo này đang làm về đất hệ điện. Hy vọng không có cái sân. Đây này đang on in để kiếm cái sân rồi. Vẫn còn cái robot nữa. Lock ability, lock item. Nhưng mà
không ảnh hưởng gì với mình đâu, mình chỉ sợ lock item thôi. Ồ, 3 năng lượng basic ở dưới mộ rồi, nhưng mà vẫn không thế nào. À không, gọi là vẫn thiếu một Vigavolvi ở bed để mà ấy. Giờ có nên sử dụng lá này không ta? Trời đi, rồi để xem đối thủ sẽ làm gì. Mình nghĩ đất mình không bị ảnh hưởng bởi đối thủ đâu. Khá tiếc cho kêu đi không? Quidmon rồi, kiếm gì đây? Crobat rồi. Đây. Nếu các bạn chưa biết thì đối thủ là một YouTuber cũng khá nổi tiếng về format đó, Expedit nha. Các đối thủ cũng đang kiểu tập trung đánh để win cái trận này, vì vậy mà mình nhớ thả lại bởi cái icon nào luôn. Còn mình thì khá là thoải mái vì không bị khắc chế bởi đất của đối thủ. Bây giờ mình sẽ nhận một lần đam cũng khá khá đây. Hai tên tên sao mình đi rồi. Mình có Pokemon Ranger. Đúng lúc gặp Pro thì lại Brick. Ôi cuộc đời, cho mình cái gì đi nữa hả? Rồi xong, rồi xong cái đậu xanh nó chứ. Đối thủ có thể lock item mình tiếp. Con là tên sau phải cố gắng Echo Power để mà one hit KO được bị mắc của chúng ta. Thì lúc đó mình sẽ được thả và dùng được item, thì mình hồi máu vô tội vạ luôn. Là đối thủ bỏ phép. 1, 2, 3, mình mới sử dụng 4 trainer thôi. Vì vậy mà gặp bao đôi đối thủ, nếu như có cái dạng mà đánh dựa theo số item của mình ấy thì cũng không được bao nhiêu đạn. Trận này khá khó cho Keo đi không? Vì vậy mà mình nghĩ mình tỷ lệ thua thì vẫn có nha, nhưng mà tỷ lệ thắng mình vẫn cao hơn. And ok, bài mình đang xấu mà. Thủ còn phải tầng 2 Vigavolvi nữa chứ. Oh no. Ui, phải thiệt chứ.
Còn còn hai hypnosis laser nữa à? Bắt buộc phải đánh thôi. Ngứa này. Ngứa. Đấy. Khá là bế tắc. 3 mình hết mới cứu. Rết này khó ở cái chỗ là kiếm năng lượng thôi. Và thường thường phải sử dụng trainer để mà kiếm năng lượng. Và hiện tại thì mình không ngừng làm gì mà năng lượng nó vẫn lên đều đều. Thế nó mới hay chứ. Còn méo cần xài gì nhiều luôn. Đây, chỉ việc chịu trận thôi. Ok, và video review về bộ bài Blaziken V Max của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bộ bài này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm cho nhận thông báo những video mới nhất mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.